Em Việt chào quý vị và các bạn thân mến. Em Việt chia sẻ cho quý vị và các bạn một mớ lo quý vị và các bạn. Thì có một mớ em Việt lụng dụng em Việt gom ra ở trong ở bên trong mình gom ra, gom chưa hết, có mấy bạn hỏi mà mình tưởng hết rồi. Thì giờ soạn ra cái nó còn nữa. Thì em Việt sẽ quay cận cảnh chi tiết từ sản phẩm và báo giá gửi đến quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có nhu cầu về sản phẩm nào thì quý vị và các bạn liên hệ qua số điện thoại 0963 721 519, và số đó cũng là số Zalo của em Việt luôn. Thì em Việt bán hàng chỉ đăng ở trên kênh YouTube và Zalo nha, còn Facebook thì em Việt không có xài, TikTok em Việt cũng không có xài luôn. À, quý vị và các bạn, thì em Việt chỉ xài đúng duy nhất một số điện thoại là 0963 721 519 đó. Và phương thức mua hàng thì có hai: một là quý vị và các bạn chuyển khoản đủ thì giá nó tốt, còn hai là quý vị và các bạn đặt cọc nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền cho bên đơn vị vận chuyển. Và mua ở phương thức nào, hình thức nào đi thì em Việt cũng bao hàng, cam kết đúng y chang như video mô tả và thợ thầy kiểm tra thoải mái quý vị và các bạn. Mà nhớ rớt thợ, mua lo thì rước thợ sửa lo là kiểm tra nha mấy ông, có ông rước thợ quấn motor là kiểm tra là chết luôn nha, không có được. Đây. Rồi đầu tiên thì em Việt chia sẻ đến quý vị và các bạn là một cặp lo bass. Thì cặp lo này để cho quý vị và các bạn nào có thu nhập thấp thì mình chơi. Cặp lo bass này tình trạng là hư cái mũi đã thay, cặp loa bass hư cái mũi đã thay. Bass này là bass của JBL, bass 40, còn lại là zin hết nha quý vị và các bạn, chỉ có thay cái mũi thôi. Thì bạn nào không tin thì mình cũng có thể là mình chuyển khoản cho em Việt, xong thì em Việt sẽ dỡ cái mũi này lên rồi mình chụp hình gửi cho mấy bạn để cho mấy bạn xem, thợ thầy xem nha, coi nó con nó zin hay không đó. Mình bao thợ thầy kiểm tra hết. Đây. Cặp JBL này là bass 40 từ 22 con 100, mình bán giá nó rẻ còn hơn là đôi bass 30 nữa quý vị và các bạn. Dòng này thì quý vị và các bạn karaoke, làm show sự kiện này nọ từ 22 con 100. Từ một gang tay đó, JBL 225H quý vị và các bạn. Mình xả lỗ. Đó. Cặp này thì mình bán cho quý vị và các bạn chỉ có 7 triệu đồng thôi, tiền tươi nha, tiền chuyển khoản đủ, bao zin. Đó. Và mình cũng xin chia sẻ đến quý vị và các bạn là đây là một cái bài học rất là sâu sắc đối với những cái mặt hàng như thế này. Như cái cặp đẹp, cặp xấu như thế này thì mình nhập á, giá nó rẻ hơn cái cặp xấu, cái lỗ mũi nào mất cái lỗ mũi nè, thì giá nó rẻ hơn cái cặp đẹp bên trong đó đó, chỉ có 500 ngàn thôi. Nhưng mà về mình thay cái lỗ mũi đồ này nọ rồi mình dự định là mình bán là nó rẻ hơn 500 ngàn, chắc rất là dễ bán, nhưng mà cuối cùng rồi rất là khó ha. Cái cặp này đó là mình nhập là vô là giá của mình nhập vô là đã 8 triệu rưỡi rồi, mình bán 7 triệu là lỗ 1 triệu rưỡi đó, quý vị và các bạn. Và đây là cũng là một bài học, mai mốt không có nhập những cái mặt hàng như vậy nữa. Thì mình nghĩ là nó chỉ hư cái lỗ mũi thôi, không có vấn đề gì, nhưng mà cuối cùng rồi anh em cũng lựa chọn dữ lắm, chứ không phải đơn giản đâu. Rồi đây là một cặp JBL, cặp này thì zin nguyên bản đẹp keng. Mai mốt cứ mũi ngon như thế này thì nhập, còn mà mũi mốt mũi bể rồi đó thôi chạy, mình nghĩ rẻ hơn được vài trăm ngàn nhưng mà rất là khó bán vì các bạn. Cặp này thì đẹp xuất sắc rồi, không cần phải nói nhiều. JBL cái đời này là ba con số 2, con số 6H, từ 22 con 100. Cặp này đẹp zin bản luôn. Giá của cặp này làm việc bán giá tiền tươi là 10 triệu đồng, 10 triệu đồng. Và lưu ý là em Việt không có chụp hình đó, em Việt bán là đúng như video này đó, đúng như mô tả trong video này, chứ còn chụp hình đó mình sợ lắm. Mà có mấy ông thợ
cứ kêu mình chụp hình rồi lấy hình mình đi đăng bán tầm bậy tầm bạ tùm lum tùm lưa chân, mình rất là mệt mỏi. Dù đó mình không có chụp hình gì hết trơn, cứ đúng như video lụm hình ảnh á, thì đôi khi người ta muốn lựa việc của các bạn cũng dễ lắm, người ta lên Google người ta tải hình đẹp đẹp về, người ta gửi cho việc của các bạn, người ta gửi lo xấu cũng vậy à. Còn mình quay như thế này là đã trực tiếp rồi, đã cận cảnh rồi, không có lý do gì mà quý vị và các bạn nghi ngờ. Đây là cặp bát Go Lăng, cặp bát của hãng Go Lăng, bát 40 luôn. Cặp này mình bán xả lỗ luôn, bao zin, bao zin con zin, màng zin, nhện zin, gân zin. Cặp này hát karaoke bao phê luôn, tiếng đánh khoảng 80 với JBL bên trong đó quý vị và các bạn. Thì cặp này mình bán cho quý vị và các bạn 3 triệu 500 nghìn đồng giá xả lỗ. Bát 40 nha, bát Go Lăng giá tiền tư nha, còn bạn nào muốn đặt cọc thì mình sẽ bán cái giá khác. Rồi đây là một cái bát của toàn giải, bát 26 của hãng Fortet, hàng hàng gã thùng Fortet, bát 26 triệu bạc, hàng tình trạng đẹp xuất sắc, giá 3 triệu 5. Dây lo quanh đờ hui, dây bạc, cái guộc này thì nó tầm khoảng bằng đồ đũa ăn, để mình lấy nét cho quý vị và các bạn xem dây bạc nha. Đó, và cái model là MC CS122, dòng này là dòng dây bãi xịn đó. Đừng so sánh cái model này với hàng giả hàng nhái, hàng giả hàng nhái dây màu trắng có đó. Nhớ quý vị và các bạn đừng so sánh với hàng giả hàng nhái. Rồi cái cặp dây này là 4 triệu đồng, tiền nào của nấy, mình nói với quý vị và các bạn cái dòng dây lo đó, tiền nào của nấy thôi. Quý vị và các bạn mua cái loại trang như thế này 1 triệu nó cũng có nữa. Rồi đây em Việt có mấy cái cặp lo chung, thì để em Việt lấy cái thước em Việt đo. Ngày hôm qua thì có mấy bạn hỏi mà mình tưởng hết rồi, hôm nay mình soạn ra nó còn bụi mà tùm lum tùm lưa chứ nè. Rồi một cặp lo chung nằm trong thùng 63DX nữa nè, là cái cặp này là đường kính vòng tròn phía trước là 15, đường kính vòng tròn này nè là 15 quý vị và các bạn. Đó. Soạn bên trong là bụi lem nhem hết trơn quý vị và các bạn, đường kính vòng tròn 15. Thì cặp này zin nguyên bản cho quý vị và các bạn giá 900 ngàn mình bán lỗ nha. Mấy cặp này lúc trước mình nhập 1 triệu 2, 1 triệu 3 gì đó mình không nhớ nữa. Đây nè, đây một cặp săn xui nữa nè, giờ quá trời luôn rồi. Cặp này thì đường kính từ đây qua đây là 12, đây qua đây là 15, zin nguyên bản quý vị và các bạn. Đó, zin nha, chưa đụng chạm sửa chữa. Cặp này 800 ngàn, chở kháng là nhiêu đây, chở kháng 12 ôm, quá trời giờ rồi. Rồi còn bên đây một cặp này là chở kháng là 15 ôm. Cặp này thì đường kính nó nhỏ hơn, từ vị trí này đến vị trí này là 14, từ vị trí này đến vị trí này là 11,5, cũng 800 ngàn luôn. À, ví dụ bằng mình bao zin đó. Tất cả các mặt hàng ở đây thì em Việt bán đều bao zin hết. Thì quý vị và các bạn nào mà có xem video của em Việt lâu rồi thì quý vị và các bạn biết những cái mặt hàng nào mà không zin là em Việt bán theo không zin à. Nhiều anh em mua được những cái mặt hàng mà em Việt mà có một cặp mà nó hư một cái em Việt cũng bán giá rất là bèo luôn, về anh em sửa chữa gì sửa, chứ mình không bao giờ mình sửa chữa rồi mình bán lại cho anh em đâu. Rồi phân tầng Pioneer thì mình có hai cặp, một cặp là của Pioneer CS880, cặp này một bát 40 một chung một chép. Đó, một bát 40 một chung một chép có volume để tăng cái tiếng chép, và giá cặp này em Việt đưa cho quý vị và các bạn là 2 triệu 500 nghìn đồng. Rồi ở đây một cái bộ phân tầng cũng của Pioneer nhưng mà nó xài cho bát 30, lo này là cái bộ này xài 4 đường tiếng, tức là một bát một mic mic low á, rồi một mic hai và một chép, thì nó có hai volume để tăng tiếng chung và tiếng chép nè. Zin nguyên bản dây một nồi luôn, bộ này cũng 2,5 triệu quý vị và các bạn, bộ này thì quá trời ngon à, một nồi luôn, nồi tù này không quý vị và các bạn. Đó, quá tù đẹp dữ lắm quý vị và các bạn.
Rồi, ở đây em Việt có cái một cái cặp mic, cặp mic lô, tức là trung trầm á. Mic lô là trung trầm của Pioneer màn FP luôn. Thì để mình đo đường kính lại coi. Con này đường kính nhiều của anh 18,5, đường kính vòng tròn 18,5. Cặp này 2 triệu quý vị và các bạn. Mic lô nha, trung trầm. Đó, quý vị và các bạn. Rồi, một cặp chép của Pioneer. Cặp chép này thì BT100. Công suất maximum là 25W, công suất đầu vào là 15W. Từ thì khoảng 11 12 gì đó, 2 4 6 8 10 lỗ. Cầu này 10 lỗ nha quý vị và các bạn. Và cái dòng này á là cái dòng sản xuất rời cho nên nó giá nó rất là đắt so với những cái dòng mà gỡ thùng. Đó, chứ không phải là có bạn hỏi tại sao mà cái dòng 6 lỗ ông bán 2 triệu, dòng này ông bán mắc vậy. Thì nó khác ở cái chỗ là dòng gỡ thùng và dòng sản xuất rời. Sản xuất rời để cho anh em chơi. Đó. Cái cặp này thì giá là 4 triệu 500 nghìn đồng. Giá không mặc cả cái giả bao zin. Cái đường kính vòng tròn phía trước này thì nó khoảng 13 cm. Còn cái lò cái cầu này thì nó cái kiểu này mình không biết đo làm sao luôn. Quý vị và các bạn cũng có thể lên Google mình tra thêm model là BT100. Quý vị và các bạn. Chép JBL, chép ổng còi tai vô JBL 2404H. 2404H bao zin. Mình có video làm về cái củ còi này rồi. 2404H này 7 triệu một cặp. Cái họng tai vôi này á là từ đây qua đây rồi từ đây lên đây là 13, nó 13 dung dứt à. Cái họng tai vôi này thì nó không có giá trị, nhưng mà giá trị ở chỗ cái cũ này rất là mắc tiền. Cũ này cái cũ không anh em đã bán cả chục triệu rồi, mình bán chỉ có 7 triệu bao zin. Ông nào không là nó sợ không zin á thì cứ chuyển khoản đi, mình tháo mình lấy cái con ra luôn cho. Tại hiện giờ nếu mà mình tháo mình nhả hàng mình lấy con đầu ra cho quý vị và các bạn thì những người khác người ta sẽ nói tại sao ông lại chấm hàng này nọ đó. Tại vì cái lò đó cái chép này phải nhả hàng mới lấy được cái con ra. Rồi, cũ chép 2425C. 2425C 8 triệu rưỡi một cặp. 2425C nó nằm trong thùng 344 100 mấy chục triệu quý vị và các bạn, chứ không có rẻ đâu. Rồi, họng còi anh tới lên xin 511B. Ngang 6 ngang 60 cao 27,5 và chiều sâu là 50. Thì cái đế này nè, cái đế vòng tròn ở dưới này nè thì nó là 10. Quý vị các bạn có thể là nghiên cứu để bắt những củ chép khác vô đó thì mình phan lỗ hay làm gì đó làm. Còn đây nó có nó phan sẵn hai lỗ thì từ vị trí mình đo giữa lỗ nha, giữa lỗ này đến giữa lỗ kia lỗ ốc nè là 7,5. Thì đa số mấy cái cặp chi như cặp JBL 2425C cái cũ đó đó bắt vô lỗ này nó vẫn vừa luôn quý vị các bạn. Rồi ở bên trong này thì em Việt bán xả một cái cặp lo này cho quý vị và các bạn, đó là cặp lo cực kỳ hiếm của Atex quý vị và các bạn. Một bát 30, một chung một chép. Cái dòng lo này nhìn hình hài ngộ lắm nha. Đây model này để em quay cho quý vị và các bạn cùng xem. Cầu dây ở dưới này quý vị và các bạn, để em việc lấy nét cái nha. Tờ gì đó. Đây. Atex model là cái gì á? Gì Athena gì mình không biết nữa. 2A gì đó. Đây là cộng, đây là tăng tiếng chép nè. Cọc câu lo nè. Mình không biết đọc tiếng Anh tiếng U gì đâu quý vị và các bạn, mình quý vị xem giúp cho mình nha, chứ mình đọc quý vị các bạn cười xỉu chết luôn à. 8 ohm trở kháng. Bass 30. Bass nó đánh về phía trước nè. Bass nằm đây. Chiếc chung cái chép nằm đây nè. Cặp này hình thài ngộ lắm. Hình hài nó vừa ngộ mà vừa đẹp, vừa đọc vừa lạ luôn. Rồi mình bán là vốn không lãi một đồng luôn cho quý vị và các bạn về nghiên cứu sưu tầm chơi. Và chất âm của cặp này nó rất là hay. Nếu mà mình so với cỡ Pioneer 88A 88A 20 mấy triệu đó thì cặp đó không có cửa, nó về chất âm
về các thể loại nhạc luôn, chứ đừng nói là thế mạnh thế gì hết. Theo ý kiến riêng cá nhân của mình là mình thấy vậy nha, mình chấp thể loại nhạc băng tối, nhạc chì vàng, nhạc trữ tình, nhạc bolero, nhạc hòa tấu gì đó, là so với cặp 88A 20 mấy triệu đó, là cặp này ăn đứt. Dòng loa Mỹ thì quý vị và bạn biết rồi đó, nó không cần phải là nhiều tiếng loa hay là phân tầng phải gấu này nọ vân vân, nhưng mà nó đặc trưng là nó rất là hay. Rồi đây cặp này thì tuyệt vời rồi, cái đường kính con này khá lớn nha, từ vị trí này đến vị trí này nó 45, cao hình như nó 6 mấy, mình đo là rồi mình quên. Cặp này thì ông Việt chưa có dám tháo ra luôn, tại vì mình tháo ra thì mình sợ là đổ tháo tùm lum. Cái này nó thiết kế ngộ lắm, tháo là mình phải rút hết mấy khung này ra nè, tháo ốc ở dưới đất đó, rút khung nó ra rồi mình mới thấy lo. Mà giờ á thì mình chưa có dám tháo, mình đã gội đèn vô trong rồi, lo từ Aniko. Cái con này ở trên Google á, là nó có cái thông số kỹ thuật của nhà sản xuất họ đưa ra, thì mình lên đó mình tra tìm hiểu thêm. Còn bạn nào á mà mua đó đã chốt giá ok mọi thứ rồi á, thì mình sẽ mở ra cho quý vị và bạn xem trước khi gửi luôn mấy bạn, nếu như mấy bạn có nhu cầu mở. À, nếu mà không đúng như việc mô tả thì không nhận hàng. Ở quý vị và các bạn. Rồi cặp này vốn mình nhập vô đúng là 17 triệu đồng, thì hôm nay mình bán xả cho quý vị và các bạn là 17 triệu đồng luôn. À, tại vì cái đợt này là mình dọn, mình bán cho hết luôn quý vị và các bạn. Những cái gì còn lại thì Tết cũng tới rồi. Rồi, em Việt xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau.